Thưa quý vị, với mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động hành chính công, bảo đảm chất lượng phục vụ công dân, VNPT OneGov, hệ sinh thái chuyển đổi số dành riêng cho khối chính phủ được tập đoàn VNPT xây dựng và triển khai đang hướng tới nâng cao chất lượng hoạt động công vụ phục vụ công dân. Được cung cấp bởi một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin tại Việt Nam, hệ sinh thái OneGov cung cấp các sản phẩm, dịch vụ số phục vụ đắc lực công tác chuyển đổi số cho các cơ quan nhà nước, bao gồm hệ thống một cửa liên thông VNPT iGate, phòng họp không giấy VNPT eCabinet, hệ thống số hóa hồ sơ VNPT eDIC, trung tâm điều hành thông minh IOC hay hệ thống điều hành cộng tác VNPT iWorkplace. Hệ sinh thái OneGov cũng cung cấp đầy đủ tiện ích để người dùng được trải nghiệm các tính năng của một văn phòng số trên một giao diện duy nhất, giúp các bộ, ngành, địa phương khắc phục tình trạng tốn thời gian và mất tập trung khi có quá nhiều hệ thống công nghệ thông tin và không bao giờ bỏ sót thông tin. Một trong những điểm đáng chú ý của VNPT OneGov là việc tạo ra một hệ sinh thái liên thông dữ liệu giữa các hệ thống như iGate, iOffice, eCabinet, kế toán, quản lý công việc, xử lý thủ tục hành chính nội bộ, cho phép tập trung xử lý tất cả các công việc tập trung trên cùng một giao diện. Nhờ đó, việc quản lý điều hành công việc sẽ tập trung hơn, ngay cả việc thống kê báo cáo, thu thập dữ liệu từ nhiều hệ thống cũng nhanh chóng và dễ dàng hơn, góp phần nâng cao hiệu quả công việc